Rồi hello bạn, hôm nay mình có dịp đến Bình Phước và mình đến từ Sài Gòn đến Bình Phước khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Mình gặp một bạn trong nhóm tên chiều cao và cũng có tập của mình. Thì em có thể giới thiệu chút về bản thân, em tên gì, sinh năm bao nhiêu và em lên được bao nhiêu xăng rồi? Em tên là Tuấn, em sinh năm 2005, em lên được 6 xăng. Lên được 6 xăng biết đó. Rồi hôm nay tụi mình sẽ chỉ cho bạn một ngày trong giáo án Econ 12 ha. Rồi. Bạn cho anh mình điện thoại bấm chưa nè, mở lên. Rồi anh sẽ bấm giờ cho em tập ha. Đầu tiên là bài lưng ha. Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3, vô. Hoàn thành. Rồi dừng nghỉ 30 giây. Bài thứ hai là 10 nhảy dây và 2 nhảy cao ha. Em lưu lại sau tí. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3, vô. Nghỉ 30 giây. Tiếp theo là bài đế ha. 1, 2. Hoàn thành. Rồi dừng, nghỉ 30 giây.
Tiếp theo là nâng cao đuôi chạy quay cây lại nha. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3, vô. Rồi dừng nghỉ 30 giây. Tiếp theo là cuối cùng là Jimmy Chat đánh lên trời ha. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3, vô. Mệt không em? Mệt. À, rồi cảm ơn bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Và em muốn chúc các bạn cầm nhấp lên chiều cao tiêu nhiều. Chúc các bạn là sẽ lên được chiều cao của mình mong muốn và sẽ được sức khỏe.